chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì đây mình có một cái chiếc đầu karaoke của Bến Thành Electronic, hay còn gọi là BTE Karaoke, rất là quen thuộc. Thì trước đây mình cũng đã giới thiệu đến các bạn hay cái dòng sản phẩm đầu karaoke của Bến Thành Electronic. Đó là một cái chiếc đầu karaoke BTE phiên bản bằng nhôm, vỏ bằng nhôm bên ngoài. Và một cái chiếc đầu karaoke BTE phiên bản vỏ bằng nhựa màu trắng, vỏ bằng ngoài. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một cái phiên bản nữa, đó là cái chiếc đầu karaoke BTE với phiên bản vỏ bằng nhựa màu đen ở đây, rất là đẹp và mạnh mẽ. Thì về cách đóng gói, về những thành phần phụ kiện hay là những cái kiểu dáng thiết kế này nọ, nó đều giống như cái phiên bản đầu karaoke BTE màu trắng lần trước. Tuy nhiên thì mình cũng đi sơ qua về những cái thành phần phụ kiện bên trong của chiếc hộp đựng cái chiếc đầu karaoke BTE lần này. Cũng là một cái sợi cáp HDMI hai đầu với sợi cáp AB khá là chất lượng ở đây, một cái USB wireless để giúp cho cái chiếc đầu karaoke BTE có thể phát được tín hiệu wifi, giúp cho những cái thiết bị ngoại vi như là tablet hay smartphone có thể kết nối và thực hiện việc điều khiển thao tác. Đó thì sử dụng rồi một cái adapter nguồn hai mảnh để cấp nguồn cho cái chiếc đầu karaoke BTE phiên bản OE này hoạt động. Đó, rất là đơn giản và cũng giống như những cái thành phần phụ kiện trước đây. Và ra chúng ta còn có thêm một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, một cái phiếu bảo hành. Đó, và đây là cái chiếc đầu karaoke BTE phiên bản màu đen mà mình muốn nói đến. Thì như mình nói là về thiết kế cái chiếc BTE phiên bản màu đen lần này, nó có thiết kế cũng như là kiểu dáng không khác gì so với cái phiên bản màu trắng trước đây. Nó chỉ khác ở cái màu vỏ thôi, màu đen. Thì theo cá nhân mình thì mình rất là thích cái màu đen này, bởi vì sự mạnh mẽ cũng như là cảm thấy nó được chắc chắn và mình mỹ hơn rất nhiều so với phiên bản màu trắng trước đây. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm là nó dễ bám vân tay hơn. Đó, nó dễ bám vân tay hơn, khi chúng ta tay của chúng ta có mồ hôi thì nó sẽ dễ bám vân tay hơn. Đó là cái nhược điểm duy nhất mà trên cái chiếc đầu karaoke BTE phiên bản màu đen lần này. Ở mặt sau của nó thì cũng là nơi bố trí những cổng kết nối chính, khá đầy đủ như cổng kết nối cơ bản cho một cái chiếc đầu karaoke hiện đại ngày nay. Mặt trên thì có logo của BTE, và mặt trước rất là đơn giản với một cái nút power, một cái logo của BTE nữa, và cũng như là một cái đèn led để biểu thị cái trạng thái hoạt động của cái chiếc đầu karaoke. Mặt dưới thì là một nơi để bố trí những cái chân chống trượt, tạo sự thông thoáng cho cái mặt dưới cũng như là những cái khe tản nhiệt, đồng thời là tem mã vạch của sản phẩm. Đó, rất là đơn giản. Thì đây là cái chiếc đầu karaoke BTE với phiên bản là 4T, ổ cứng được tích hợp sẵn ở bên trong thiết bị luôn, do đó bạn không có thấy sự gì của khai ổ cứng giống như những cái dòng sản phẩm BTE trước đây. Đó, và cái chiếc đầu karaoke BTE này cũng không có kèm theo remote, cho nên mọi cái thao tác điều khiển sử dụng đều thực hiện trên cái màn hình touchscreen hay trên những cái thiết bị tablet hay smartphone thông qua một cái ứng dụng không gian. Đó. Rồi, về việc trải nghiệm cái chiếc đầu karaoke BTE phiên bản màu đen này thì bạn cũng có thể tham khảo thêm cái video clip trải nghiệm ở cái phiên bản BTE màu trắng trước đây, bởi vì nó không khác gì về mặt tính năng cũng như là cấu hình. Bạn muốn tận tay sờ hoặc là trải nghiệm cái chiếc đầu karaoke BTE phiên bản màu đen này thì bạn có thể đến tại Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 để có thể được trải nghiệm và sờ tận tay cái chiếc đầu karaoke mới nhất này của Bến Thành Electronic một cách miễn phí. Bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.